Hello, konnichiwa, xin chào các bạn nha. Thì như mình đã hứa thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về Luffy sau 2 năm. Đây. Thì đây là thằng Luffy sau 2 năm. Thì Luffy vẫn thuộc hàng trước nha, vẫn là sát thương vật lý AoE, sát thương phép. Và Luffy trải qua 2 năm luyện tập vào tân thế giới. Đây là cái chỉ số công HP, máu, giáp. HP thì cũng cao, công được, giáp ổn, kháng cũng cao, bảo kích được nhưng né tránh thì ít. Đó là tùy thuộc vào đá các bạn lắp nha. Rồi đây là Luffy này mình đã nâng cam rồi. Mà sao tôi thấy sau 2 năm mà nó nhìn nhìn nó không ngầu được xíu, nhìn nó ngu quá ta. À thôi bỏ qua đi nha. Và bây giờ mình sẽ nói về kỹ năng ha. Kỹ năng là người cái gì bú bú ở đây nữa trời. À không phải đâu, không phải đâu. Đây là Gi-ba, là búa cao su, búa nha. Búa nha, búa cao su, ok. Chiêu đầu tiên Gi-ba búa cao su khổng lồ, thổi bàn tay thành nắm đấm khổng lồ đập về phía trước để đẩy lùi kẻ địch trong phạm vi lớn, sát gây sát thương vật lý kèm choáng. Đó là sát thương vật lý tăng 2071 sát thương, tỷ lệ đẩy lùi và choáng tăng theo các kỹ năng cao nhất khi tấn công địch cấp 70 trở xuống. Thì Luffy này khác với Luffy cũ, khác với Luffy thường á, là từ cấp 70 trở lên thì Luffy này dùng tốt hơn nha. Đây thứ hai đó là Gi 2, là súng máy. Ở dạng Gi 2, nắm đấm tung ra nhanh hơn, khiến kẻ địch ở phạm vi phía trước chịu 6 lần sát thương kèm sát thương vật lý kèm choáng. Đó là sát thương vật lý tăng 285 sát thương mỗi lần, có nghĩa là 6 lần mà mỗi lần gây ra 285 sát thương là đủ ghê rồi đó các bạn. Thì lại chẳng là cấp kỹ năng cao nhất khi tấn công kẻ địch ở cấp 70 trở xuống. Thì cái này là Gomu Gomu no Gatlingen á, là cái chiêu đó. Tiếp theo là phá quả tiễn cao su. Vung tay tấn công vào kẻ địch trên phạm vi lớn khiến chúng chịu sát thương phép và bị đẩy lùi. Sát thương phép tăng 1714 sát thương, tỷ lệ đẩy lùi tăng hai cấp kỹ năng và cao nhất vẫn là từ 70 trở xuống. Có nghĩa là Luffy này hợp với lại những bạn nào đánh những cái người từ cấp 70 trở xuống, càng dưới càng mạnh nha. Đây là quả cao su. Sau 2 năm rèn luyện, quả cao su dưới Luffy tăng thêm HP và giáp, là tăng 21.274 HP là máu á và 1069 giáp. Thì Luffy này lợi là đã tự tăng máu với giáp rồi, nhưng chỉ sợ những con nào mà nó xuyên giáp mạnh thôi. Về báu vật, báu vật thì hãy cho Luffy một mũ rơm để tăng hoa HP, một cái bạo kích để tăng thêm bạo kích á. Còn nếu các bạn thích, các bạn có thể tăng thêm công kích, là lấy cái rìu này để tăng công, hoặc là các bạn thêm một bạo kích nữa để cho nó mạnh. Cái này cũng không nhất thiết phải là phòng ngự đâu nha, mà cái này không phải nhất thiết là phòng ngự đâu. Thì Luffy thì thằng lù ngu si đần độn này á, nó làm được trò chống gì thì chúng ta hãy cùng xem. Cười hoài vậy mấy ba, tắt tiếng đi, cười hoài. À, nói giờ mới chịu tắt á mọi người, không thôi là cảm ơn. Đó. Thì chúng ta sẽ vào thám hiểm, vào tinh anh đi. Đây, núi Verser này đánh cũng khá dễ thôi, cho nên là mình sẽ điểm qua luôn để mình bớt đội hình lại. Mình chỉ để một mình Luffy thôi nha. Đây, các bạn hãy xem Luffy đánh nhanh nha, Luffy đánh nhanh lắm. Ủi một cái rồi đó, một đòn đánh thôi á, rất đau luôn. Né tránh cũng mạnh nữa. Rồi các bạn coi cái chiêu anti nè, tia anti khi mà đổ mana nè.
đó, một cú thôi mà để làm choáng rất là nhiều rồi á, choáng lâu nha, đánh cũng nhiều nữa. Là các bạn coi tiếp nè, thì Luffy thì hồi mana nhanh lắm cho nên rất là lợi lợi cho mấy cái map á. Và nếu như các bạn thích yêu thích Luffy thì mình sẽ chỉ các bạn một đội hình. Đây là đội hình thiên về Luffy nha. Đầu tiên mình sẽ nhắc về thuyền trước. Thuyền thì mọi người lấy cho mình đó là cái thuyền của hải quân để tăng phòng ngự. Thuyền con cá này để tăng nè, hoặc là các bạn lấy một là các bạn lấy Mary, Queen Mary, hay là các bạn lấy con mèo. Thì ở đây mình sẽ lấy Queen Mary ha. Về Luffy đầu tiên chúng ta cần phải có là Luffy. Prospero đã chặn đường. À, thì mình đánh mấy map cao cao hơn đi chứ này càng nhanh lắm Luffy không được thể hiện hết á. Đây, chúng ta cần phải có Luffy, Prospero, Robin, một Chopper, thậm chí các bạn có thể lấy thêm một đam phụ ví dụ như là Ichichi hay là Sabo. Ở đây mình sẽ lấy Sabo ha. Về thuyền thì hồi nãy mình đã nói rồi đó, mình sẽ lấy các thuyền này. Nếu các bạn thích các bạn cũng có thể lấy luôn cả con mèo nha, con mèo cũng được á. Ok, mình sẽ cho đánh thử. Đây là tự động S1, mình sẽ nói S2 mình để tự động xem nha. Đó các bạn thấy khóa rất nhiều luôn. Thì đương nhiên là Sabo sẽ đam hơn nhưng ra cũng phụ được một chút. Đó các bạn thấy một mũi thôi á mà đã vậy á, đó thổi lửa đó. Thì đây là đội hình chuyên luôn, đây là đội hình thiên về Luffy và cũng có thể là Sabo. Bởi vì này mình nuôi Sabo nhiều hơn cho nên là mạnh hơn, chứ nếu như các bạn mà không thích các bạn có thể làm theo cách này. Hãy chờ mình một chút nha. Như các bạn không dùng Sabo như là muốn để cho Luffy thể hiện á thì mình sẽ có chiêu này. Đây, chúng ta sẽ không dùng tới, chúng ta sẽ không dùng Sabo mà chúng ta sẽ dùng sạn. Sạn là mình chưa nâng gì hết nha. Còn không như các bạn không muốn quá mạnh thì các bạn cho 2 cấp máu luôn. Theo mình nghĩ 2 cấp máu thì cũng được á. Một là 2 cấp máu, hai là các bạn lấy tăng phòng ngự. Ở đây mình có Chozu nè. Thì mình không có chơi Chozu nha, các bạn lấy tăng phòng ngự như vậy cũng được. Ở đây mình sẽ lấy sạn thôi là được rồi. Đây, bắt đầu nè. Thì mình chỉ nhanh luôn đi. Bởi vì sạn không làm được nhiều đâu. Đó, một mình thôi á. Một mình Luffy là tủ đánh hết rồi. Mình lấy đam phụ. What the hell, sao Robin lúc nào cũng hơn người ta? Thôi bỏ đi, bỏ đi. Để mình thử cách khác. Đủ để chứng minh là lù mạnh hơn. Bớt Robin lại, quê quá rồi. Thì mình bớt Robin thì nó được thì mình sẽ cho 2 máu. Rồi đây là đội hình mình khuyên các bạn là chỉ nên đánh thường thôi, farm những cái map nhỏ để lấy mấy cái tấm bảng nâng cấp á, hoặc là lấy nguyên liệu nâng cấp thì nó sẽ được hơn. Đó, Luffy vẫn nhiều xét hơn thì mình khuyên là đội hình nên như thế này, vừa cấp máu vừa phòng thủ, còn lại cứ để Luffy với lại Sanji đánh là được rồi. Thì clip tới đây cũng khá dài rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình ha. Đây chỉ là một video mình giới thiệu nhanh về lù để cho các bạn biết là để có thể dùng, hoặc như các bạn có nhiều đội hình khác các bạn có thể comment ở dưới nha. Cảm ơn các bạn đã xem video này, nếu các bạn thích thì hãy nhấn like, share và subscribe để ủng hộ mình để mình có thể làm thêm nhiều clip về kho báu huyền thoại nữa. Và sắp tới mình sẽ giới thiệu đó chính là Zoro sau 2 năm luyện tập thì cũng được rất là nhiều người dùng, cho nên mình sẽ video sau mình sẽ review về Zoro ha. Hey, rõ lạc trôi. À, thì bye bye mọi người ha. Nếu các bạn thích video hay các bạn hãy bấm like, share và subscribe để ủng hộ mình ha. Mình là DZ Disney, có gì các bạn hãy comment ở phía dưới hoặc là các bạn đặt thử thách giờ khó hiện tại cho mình ở phía dưới ha. Và các bạn muốn chơi game các bạn hãy tải với từ khóa kho báu huyền thoại ở App Store và Google Play ha. Bye bye.